xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh ABC của Lâm ngày hôm nay. Cái video ngày hôm nay Lâm muốn làm để chia sẻ về cái việc mà người ta mua bán lan lừa đảo trên mạng. Thì cái việc mà mua bán lan lừa đảo thì lúc nào cũng có, cho nên lúc trước á thì cái đợt mà lan thân thòng và kiếm nó sốt thì cũng có những người ta lừa đảo người ta bán. Thì bây giờ đến cái lượt cây lan dendro chết nó hot hơn, thì cũng có những cái tình trạng là lừa đảo xuất hiện. Thì cái tình trạng lừa đảo đây là như thế nào? Tình trạng lừa đảo ở đây á là họ không có cây, những người đó không có cây, họ sẽ đi lấy những cái cây ở cái vườn khác để về họ đăng hình họ bán, và sau khi chúng ta đồng ý mua và chốt cây á thì họ yêu cầu chuyển tiền, và khi chúng ta chuyển tiền xong thì họ sẽ xóa Facebook, xóa kết bạn chúng ta và chặn luôn số điện thoại, thì chúng ta không thể tìm lại được người đó nữa. Chính vì thế khi mà mua những cái loại lan hoặc bất cứ một cái món gì ở trên mạng thì chúng ta nên chú ý xem thông tin của người bán nó như thế nào, xem họ có lượng tương tác tốt hay không. Cái lượng tương tác cũng chỉ nói lên một phần thôi, chứ không thể nào mà nói lên hết được cái vấn đề của một cái chủ tài khoản, một cái chủ Facebook đó, hoặc là một cái chủ tài khoản Zalo đó, nó không có nói lên người đó có uy tín hay không. Đó thì cũng có tình trạng là thí dụ như lấy cây người khác bán xong không có cây giao, thì vừa bán xong chuyển tiền xong là họ chặn luôn. Thì họ, tại sao họ bán được, là họ bán lấy cây là đúng cây đúng bông, chẳng hạn như làm ví dụ vậy, đây thí dụ như thế này, đây thí dụ như giờ cái cây dendro chớp á, nó không có giống như những cái loại cây khác, mình nhìn thân lá thì mình nhìn có thể ra mình nhìn có thể là một phần mình đoán được cái cây đó, chẳng hạn như họ lấy cái cây vàng đỏ xưa, để làm qua đây con quay cho thấy đây. Thí dụ như họ lấy cây vàng đỏ xưa, lấy hình cây bông này, đây là cây lan chết vàng đỏ xưa, và họ lấy hình chính cái chậu này luôn, họ sẽ đăng bán. Thí dụ như Lâm bán chậu này là 10 triệu, khi mà họ lấy hình họ đăng bán họ sẽ chỉ bán 5 triệu hoặc là 6 triệu hoặc là 7 triệu, đó là rẻ hơn. Đó, khi mà chúng ta thấy một người bán mà giá rẻ thì chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao họ bán rẻ như vậy. Và khi mà mình mua, để tránh trường hợp mà mình bị lừa, thì cô chú anh chị mình nên yêu cầu cái người bán, người ta tốt nhất là mình yêu cầu họ quay video call trực tiếp gương mặt của họ và cái cây đó cho mình xem. Thì nếu mà người ta viện lý do là người ta không có ở vườn hoặc là đi đâu đó, thì chúng ta nên thôi bây giờ đợi khi nào anh về đi rồi anh gọi điện cho tôi thì tôi sẽ coi cây và sẽ mua đó. Chỉ cần chúng ta yêu cầu một cái việc đó thôi là người ta sẽ thối thác, là người ta sẽ chặn Facebook mình liền đó. Những cái người lừa đảo là người ta sẽ chặn liền. Tại sao lại có trường hợp vậy? Tại vì hổng gài trên những cái hội nhóm hoa lan trên Facebook á, nó xuất hiện rất là nhiều cái nick, những cái nick có lượng tương tác rất là khủng, nhưng mà lượng tương tác đó là lượng tương tác ảo. Họ mua lượng tương tác thì họ đăng một bài lên là sẽ có vài trăm like, vài lượt, vài chục bình luận. Thì khi mà mình vô xem bình luận đó là mình biết những cái like đó là những cái like ảo, tại vì những người bình luận đó là những người không phải là những người chơi lan mà mình thường gặp đó. Thì Lâm thấy rất nhiều, cũng có nhiều trường hợp là nhắn tin cho Lâm rồi nói anh thấy cái người đó bán lan vậy là có đúng cái cây hay không. Thì cái cây á thì có thể Lâm nhận định được là vài chục phần trăm là đúng cây, nhưng mà còn cái cây có phải người đó hay không thì Lâm không nhận định được. Và cũng có người đã bị lừa rồi, cũng nhắn tin cho Lâm hỏi Lâm anh thấy em đăng cảnh báo vậy. Lâm cũng có đăng cảnh báo trên hội nhóm Facebook rất là nhiều đó, nhưng mà mình có đăng cảnh báo như thế nào nữa thì nó cũng trôi đi thôi, cái lượng người mà đọc được cái bài đó thì rất là ít. Chính vì thế là cũng có người bị lừa rất là nhiều, hổng gài bắt rất là nhiều luôn, bị lừa mua cái lan vừa chuyển tiền xong là người ta chặn Facebook hết, chặn không còn thấy thông tin gì của cái người đó nữa. Đó là khi mình và khi mình bị lừa như vậy, mua cây trên mạng vậy, thì chúng ta không thể nào mà gọi là đi báo công an, thì cũng không có công an nào mà ở không mà đi giải quyết những cái chuyện như vậy hết, đó rất là khó. Chính vì thế khi mà mua cây thì chúng ta nên chú ý xem cái vườn đó, cái người đó bán có uy tín hay không. Mình phải xem cái nói chung là xem cái tường của họ đó có uy tín hay không, có đăng những cái bài mà gọi là về gia đình hoặc là những cái gì đó khác hay không, hay là chỉ đăng những cái hình mà không có hình ảnh chính chủ, không có hình ảnh gia đình hoặc này nọ. Thì đối với Lâm cái Facebook nó cũng rất là quan trọng. Mình thí dụ như mình một người đàng hoàng thì mình trên Facebook mình sẽ đăng đầy đủ hình ảnh của mình, hoặc là cái việc làm của mình đi đâu chơi như thế nào mình đăng, thì nó cũng có tùy tùy cái thôi, nó cũng phản ánh được một số vấn đề.
Nên là Lâm mong khi mà cô chú xem video này thì cô chú cũng, anh chị cũng mình cảnh giác hơn đối với những cái đối tượng lừa đảo. Đó, lừa đảo bây giờ thí dụ như ngày xưa đối với Lan Thân Thọc, Lan Kiếm á, thì mình nhìn thân lá nó khó, nhìn thân lá nó không có biết nó có phải đúng cây đó hay không. Đó, chẳng hạn nhìn thân lá dị hoàng thì có người nào mà nhìn siêu thì nhìn ra được, còn những người nào mà mới nhìn không cũng không được. Nhưng mà đối với Lan Nero thì khi mình nhìn thân lá thì mình có thể đoán được vài chục phần trăm đó. Nhưng mà chính vì cái mình đoán được vài chục phần trăm thì chết là chết chỗ đó, nó bán đúng cây rồi, nó bán rẻ quá mình mua đó, đó là cái chết là chết chỗ đó. Chính vì thế khi mà mình thấy ai mà bán rẻ bất cứ cây Lan Nero hay là thân thòng hoặc là kiếm thì mình nên xem lại có phải là cây đó của người đó hay không, hay là đi lụm cái hình của ai đó về rồi đăng bán. Họ là chỉ đăng bán một cây rồi họ lấy tiền chuyển khoản rất là nhiều người, chỉ cần thí dụ như đăng bán một cây 5 triệu, khi mà ai chuyển khoản thì họ cũng lấy hết, đó là số tiền lên sẽ rất là lớn. Nhưng mà thí dụ như mình mất vài triệu thì mình cũng chẳng đi báo công an làm gì đó. Tại vì cũng rất là nhiều người bị lừa rồi, nhiều người hỏi Lâm rồi, nên là Lâm phải làm một cái video này để mà cảnh báo cô chú anh chị mình. Thì bây giờ Lâm cái vấn đề chính của video này Lâm đã làm xong, thì bây giờ Lâm xin mời cô chú anh chị mình xem một số cây dendro chớp ở vườn Lâm đang nở. Đây, như cây sau lưng cô đây, như cây này là cây vàng đỏ xưa nha, hồi nãy Lâm có nói rồi, đây là cây vàng đỏ xưa đó. Còn cây này cây xa phía sau này nè, đó, nó là cây cầu thang. Nó cây cầu thang thì khi mà cái mầm nó lên, mầm nó xanh, nó không có sẹt, nó không có sọc gì hết, và cái lá nó sẽ dài hơn mầm vàng đỏ xưa. Đây, cái mầm vàng đỏ xưa lên thì nó sẽ như vậy, nó sẽ hơi có màu hơn, hơi sẹt hơn. Đây, chẳng hạn như vậy, đây là cái mầm vàng đỏ xưa đó, mình nhìn cái lá của vàng đỏ xưa nó sẽ bầu tròn hơn một chút. Và đây, đợi Lâm xíu nha, đây là cây tre Dũng Phạm. Ở đây, tre Dũng Phạm, cây cao này là có bông, này là cây kinh ba. Còn đây là cây một cây sổ nè, một cây sổ bông thế này không có tên, người tại vì cây sổ này người ta đặt sổ đại trà nên là không có tên nhiều, không, người ta không có đặt tên. Còn đây là cây đồng tiền, người ta đặt tên là tiền Canada. Cây này có một anh ở trên thành phố ở Sài Gòn á, anh sổ là anh đặt tên, rồi bông rất là dài. Đây là cây pin vip, giò bông nó cũng rất là dài, nó hơi chói nắng nên hơi khó thấy nha anh chị, thông cảm nha. Đó, đây là cây ruby hồng, ruby số 2 nè, đang giờ nụ. Vườn Lâm thì không dài chỉ được bao nhiêu đây thôi, có một số cây nó nở vậy thôi, còn cái vàng trên kia là lan kiếm đó. Thì không có ai mà trồng lan ra mà bán giá rẻ hơn người ta so với 50-70% trên thị trường đâu. Rồi, thì cái video ngày hôm nay Lâm xin kết thúc tại đây, là mong là cô chú chị mình khi mà mua những cây lan ở trên mạng thì mình nên tìm hiểu kỹ mà để mình tránh cái việc mà mình bị mất tiền mà mình không có cây mà mình hơi bị tức nữa. Rồi, Lâm cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều nha. Lâm sẽ cố gắng nghĩ ra những cái gì đó mới để làm video cho cô chú chị mình. À quên nữa, cái 30 tháng 4 này ở trên Sài Gòn á, người ta có tổ chức hội thi lan ở như công viên văn hóa Hồ Kỳ Hòa, phải không em? Ở ngay chỗ công viên văn hóa Hồ Kỳ Hòa, thì ở quận 10. Thì cô chú anh chị mình ngay cái dịp lễ 30 tháng 4 này, nếu mà cô chú anh chị nào ở Sài Gòn á, thì có thể qua đó tham quan những cái loại lan người ta đem ra trưng bày, người ta thi ở bên đó, thì cô chú anh chị mình có thể qua đó xem. Thì Lâm cũng có được mời lên tham dự, thì cũng mong là gặp được cô chú anh chị mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp cô chú anh chị các bạn ở đó nha. Xin tạm biệt.